Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Tiếp tục với Cần Câu cho mọi người. Đấy. Đầu tiên là một cây cần Suzumi, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85-90%, 85%. Đây, nó bị bể mất cái nắp đại chân cần nha mọi người, bể mất cái nắp đại chân cần. Nên là mọi người về chế cái nắp nhựa hay nắp su gì ở dưới này nha. Đấy. 10 1m8, độ cứng 10, dài 1m8 nha mọi người. Đấy, đọc thông số này, thu vào là 69 cm, đọt là 1,7 ly, cân nặng là 110 g. Đấy, đọt của nó đây, khoan Fuji nhé, khoan Fuji. Đấy, không gãy vỡ gì. Một hai ba, ba giống thôi, dài 1m8 mà có đâu cho nhiều giống. Đây, thằng này cần số 1, số 1 nha mọi người. Đây này bán 180.000, 180.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 2 là một cây cần tay, chất liệu là phíp nha mọi người. Đấy, đây này, Olympic, Olympic nha mọi người. Đấy, đọc này, 1 2 3 4 5 6 7, nó có 7 giống rồi mọi người, 7 lắm tất cả, 7 lắm tất cả. Này, đào bọc kim loại này, cần này dài 5m3, dài 5m3, thu vào là 89 cm, 89 cm mọi người. Đọc 1 ly, cân nặng 310 g. Cây này cây số 2, số 2, 250.000, số 2, 250.000 nha mọi người. Số 3 là một cây cần 2 khúc, cần 2 khúc, chất liệu là phíp nha mọi người. Đấy, màu hình của cây cần này khoảng, mình xem được, 80% trở lên. Đấy, đọt này, cứng này. Đấy, cái cần này dài 1m8, thu vào là 94 cm, đọt 1,7 ly, cân nặng 210 g. Cái cần này cần số 3, 250.000, số 3, 250.000 nha mọi người. Số 4 là một cây cần 3 khúc, cây cần 3 khúc này, cần 3 khúc, chất liệu là phíp nha mọi người. Đây, bát Fuji, bát Fuji. Đây, cần này cần NFT nhé, 3 khúc. Đây, ngoại hình của cái cần này khoảng 70-75%. Đấy, đọt này. Đấy, các cái khoang còn đá đồ ok nha mọi người, các cái khoang còn đá ok. Đấy, dây nhựa cọc thì như thế này đây. Đấy, đấy, phía đế này này, cái gỗ này nó bị bể tí nhá, phía đế này cái gỗ này nó một nó bể một tí nhá. Mọi người về ưng thì cắt luôn cái đoạn này đi cho nó khỏe, cắt luôn đi cho nó đẹp nhá. Đấy, cây này dài 2m6, thu vào là 93 cm, đọt là 1,3 ly, cân nặng 280 g nha mọi người. Cây này cây số số 4, số 4,
Cái này mình bán 180.000. Bán 180.000. Tiếp theo, số 6 là một cái cần cần tay trợ máy. Đây. Cần tay máy phụ nha mọi người. Đây. Cái cần này là cần đai hoa này. Chất liệu là phíp. Wow, đây. Chỗ này tay chỗ này nó bị dập mất rồi. Tay chỗ này nó bị dập mọi người. Chắc bị đạp trúng hay để trong bành nó cắn nhá. Đấy, còn cái lóng trong này thì không bị gì cả. Lóng trong này không bị gì cả. Đấy. Mọi người về có thể xử lý cái này hoặc là thay cái lóng này đi nhá, tùy nhá. Còn những cái đọt với lại cái khoang đây này đều còn ok, cái lóng đây này đều còn ok hết nha mọi người. 1 2 3 4 ống. 4 ống. 5. 5 nha mọi người. Cái này tất cả 5 giống. Đây. Cần này dài 4 mét, thu vào là 96 cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng 210 g. Đấy. Cây này cây số mấy cả? Số 5. Này cần số 5. Số 5. Cây này bán 130.000. Đấy. 130 về cho mọi người xử lý cái phần nứt này nhé. Đấy. Số 6 là một cây cần tay chất liệu là phíp của hãng Ebisu. Ebisu nha mọi người. Đấy. Cần này thì đây, ngoại hình của nó, cái phần góc này để nó cắn cho nó mẻ. Này, nó hơi mẻ mẻ tí mọi người. Về chỗ này á, mọi người quấn dây nhựa ở đoạn chỗ này là đẹp nhé. Quấn dây nhựa ở chỗ này là ok. Xử lý cái này đơn giản nha mọi người. Quấn dây nhựa ở chỗ đấy là không thể tót được. Đấy. Hôm qua cái này để cắn đồ thôi. Cắn đồ rồi nó mẻ nhé. 1 giống, 2 3 4. Ủa, mấy cái tay nặng cũng mẻ mẻ mọi người. Mấy tay nặng cũng mẻ mẻ, về mọi người quấn đồ xử lý lại hết nhé. Còn cái đọt mà không biết có mắc cái gì không mà mình thấy thiếu thiếu. Đây, đọt mà không biết có bị gãy vỡ gì trong này không mà nó bị thiếu thiếu nhé. Cái đoạn gần đọt cái đốt thứ hai. 1, 2, 3 4. Này, thứ ba cũng thế này. 4, 5 6 7 8 9 10 10 10 lắm tất cả nha mọi người. 10 lắm tất cả. Cây này cây dài 36, thu vào 57 cm, đọt 0,8 ly, cân nặng 160 g. Cây này cây số đấy, cây này nó lỗi những cái phần đấy nha mọi người, cố gắng để ý coi kỹ những cái lỗi chỗ này cho mình nhé. Đấy, là cái đọt đồ của nó với là cái lóng thứ hai, thứ ba rồi ấy. Nó bị mòn hay là bị gãy vỡ gì nó đem rút lây không hết nha mọi người. Đấy. Cái này cây số 6. Đây. Số 6. Đây, 60.000. Đấy, 60.000 về cho mọi người xử lý nhá. 60.000 về cho mọi người lấy lóng nào lóng xử lý. Đấy. Tiếp theo, số 7. Một cây cần rất là mới nha mọi người. Cần tay chất liệu là phíp, ngoại hình của nó là trên 90%, 95%. Đây. Mới can sà bang luôn. Đây, đọt của nó đây. 1 2 đấy. 3 4 5. 5 lóng nha mọi người. 5 lóng. Cần này dài 34, thu vào 78 cm, đọt là 1,1 ly, cân nặng 180 g. 180 g. Cây này cây số 7. 220.000. Số 7 220.000 nha mọi người. Số 8 tiếp tục là một cây cần tay chất liệu là phíp, ngoại hình cũng rất là đẹp. Đây, cái cần này cũng ngoại hình cũng trên 90%. Đấy. Này, đọt thì to hơn cái đọt lúc nãy. 1 2 3 4 5
cũng 5 lóng luôn nha mọi người, 5 lóng. Cần này dài 3,4 m, thu 3,6 m chứ, thu vào 84 cm, đọt là 1,1 ly, cân nặng là 200 g. Đây này cây số 8. Số 8. 220 nghìn. Số 8 220 nghìn nha mọi người. Số 9. Lấy cái cần ra đưa cho anh cái anh khỏi cho nhanh được. Số 9 là một cây cần tay, chất liệu là phíp nha mọi người. Đây, cái cần này thì người ta thay cái lóng thứ nhì với lại cái đột rồi. Thay cái lóng thứ nhì với cái đột rồi nha mọi người. Nên là thành ra cái lóng nó bị dài nhá. Mọi người về mua về xử lý gì xử lý, còn không thì vẫn dùng bình thường nha. 1 2. Đấy, hai cái lóng này. 3 này, cái lóng thứ 3 như nó có bị mẻ nứt một tí, người ta quấn luôn nhựa ở đây rồi này. Là ok này, không sợ nứt vỡ gì nữa này. 2 3 4 lóng. Cần này dài 2,6 m, thu vào là 76 cm, đột là 0,8 ly, cân nặng 120 g. Cái này cây số 9. Số 9. 90 nghìn. 90 nghìn nha mọi người. Số 10 là một cây cần Kingston nha mọi người. Chất liệu là phíp. Đây, dòng New Chistar 3,3 m. Đây, ngoại hình của cây cần này khoảng 85-90% trở lên. Đây, dàn khoan đầu bu nhìn khá là ok, chỉ có cái khoan thứ nhì này, từ trên đầu bu xuống là cái khoan này này nó bị vỡ mắt đá nha mọi người. Về mọi người thay đi nhé, về mọi người thay này đi. Đấy, còn lại ok, đọt lớn này. 1 2 3 4. Đấy, 4 lóng. Bass Fuji F7. Cần này dài 3,3 m này, thu vào 95 cm, đột 2,6 ly, cân nặng là 280 g. Đây, cái này cây số số 10. Số 10 200. Số 10 200. Có cần ta ra không? Bình ơi. Mười một là một cây cần tay, chất liệu là phíp cho mọi người. Cần tay còn trong bao luôn, chất liệu là phíp. Cây này rất là mới, ngoại hình của nó cũng phải 95% á. Đấy, rất là đẹp nha mọi người. Còn trong bao luôn. Đấy, đây, đọt của nó đây. 1 lóng, 2, 3, 4, 4 lóng nha mọi người. Cái cần này thì thân gọn thôi, thân nhỏ lóng dài nhé, thân gọn này, lóng dài này. Cần này dài 3,6 m, thu vào là 1 m, đột là 1 ly, cân nặng là 120 g. Giá cây này cây số, cây số 11. Cây này 211 200 nha mọi người. Đây, 12 là cái cần này, chất liệu là phíp nha mọi người. Người coi cái dàn khoan trước đi. Đây, đây dàn khoan của nó. Nhựa này có cái bị nứt nè, nhưng mà còn đá nha mọi người, về xử lý dán keo vào là được nhé. Còn nếu ai ưng đẹp đẽ thì thay hết, tùy mọi người nhé. Đấy, đọt này. 1
2 3 4 5 6 giống. 6 giống. Sao giống Shimano nha mọi người. Càng này Bass Fuji FS6 nhé. Đây càng Shimano Bass Fuji FS6. Càng này dài 5m2, thu vào là 1m03, đột là 1 ly, cân nặng 240g. 240g nha mọi người. Cây này cây số Số 12 240.000 nha mọi người. Số 13 là cái cần này. Chất liệu là fib nha mọi người, ISO, chất liệu là fib. Màu hình của cái cần này khoảng 75%. Đây, dàn khoan của nó còn đá đồ ok, hơi bị hoang hoang về mọi người đánh rửa thì nó sạch nhé. Đây. Đầu bu này, đầu bu kim loại nha mọi người, không gắn đá chứ không phải là mắc đá nha, đầu bu kim loại không gắn đá nha. Đây, 1 phóng, 2 3 4 5. Đấy. Rằng càng này biết là fib hay là carbon đây nữa. Fib không bằng thôi, chỉ coi là fib đi nha mọi người. Đấy. Bát này, bát vặn này. Okay. Cái cần này dài 4m8, thu vào là 1m19, đột là 1,9 ly, cân nặng là 300g. Cái này cây số 13 260.000. 13 260.000 nha mọi người. Đến kiện luôn bạn. Đây, số 14 là một cây cần 2 khúc. Chất liệu là fib nha mọi người. 2 khúc chất liệu là fib. Đấy. Ngoại hình của cây cần này ngoại hình của cây cần này tầm khoảng 70%. Đấy. Cần Olympic này. Đấy. Cần Olympic nha mọi người. Đấy. Dàn khoan còn ok nhé. Khoan không cái nào bị bể vỡ gì cả. Kim loại này có cái này hơi hoang hoang thì mọi người về đánh đi. Cần này dài 1m8, thu vào 94cm, đọt là 1,2 ly, cân nặng là 120g. Đấy. Cây này cây số 14. $150.000 nha mọi người. Hôm nay chủ nhật nghỉ à? 15. Đây là một cây cần này. Đấy. Waku vậy đây. Chất liệu là fib nha mọi người. Cần này ngoại hình của nó là trên 90% á. Rất là mới, dàn khoan này. Rất là đẹp nhé. Đấy. Một giống. 2 3 4 5 5 lóng tất cả nha mọi người. 5 lóng tất cả. Đấy. Bát vặn này, đây kim loại này. Đây là nhựa nhé. Đây. Cần này dài 2m6, thu vào là 73cm. Đọt là 1,8 ly, cân nặng là 200g. Cây này cây số 15. 15, 200. Mười sáu
16 là cái cần này, cần cosin nha mọi người, hay cosin nội địa Nhật, chất liệu là fib. Ngoại hình của cái cần này khoảng 75% đấy. Dàn khoan của nó thì có cái bị nứt ra về mọi người xử lý keo, hoặc là mọi người muốn đẹp thì thay hết cho tùy mọi người, xử lý keo thì dán keo lên thế này là ok thôi nha mọi người, không có gì cả đấy. Còn anh nào muốn đẹp hoàn hảo thì phải thay khoan thôi chứ biết làm sao giờ. Đây đột khá là to nhá, 1 2 3 4 4 lắm nha mọi người, 4 lắm tất cả, để 4 lắm tất cả. Dài 3m6, thu vào là 1m, đột là 2 ly, cân nặng 140g. Cái này cây số 16 180.000, 16 180.000 nha mọi người. Tiếp theo số 17 là cây cần kinh tên dòng New Trickstar này. Cái cần này ngoại hình của nó khoảng 65-70%, chất liệu là fib nha mọi người. Dàn khoan này, khoan thì có cái này bị nứt này, nứt nhưng mà còn đá nha, còn mấy cái này thì ba cái này thì ok. Đây đầu bu Fuji này, đây. 1 lóng 2 lóng 3 lóng nha mọi người. Bass Fuji FS6, cần này dài 2m4, thu vào là 90cm, đột 2,7 ly, cân nặng 120g. Đây này cây số 17, 180.000, 17 180.000. Số 18 là cây cần này, cần đai qua, cần tay đai qua, chất liệu là fib nha mọi người. Này thân to ra nha mọi người. Này ngoại hình của cái cần này khoảng 80% trở lên, đột đây, đột mảnh nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 lóng nha mọi người. Chín lóng. Cần này dài 5m, thu vào là 70cm, đột là 0,9 ly, cân nặng 360g. Đấy, cây này cây số 18 300. Rồi, 19 là cái cần này. Đấy. Chất liệu là fib nha mọi người. Đây, bass FS6. Ngoại hình của cái cần này khoảng 75%. Đấy, dàn khoan này. Khoan thì mình thấy ok hết, dàn chỗ này khoan nhôm này. Đấy. Còn đá nha, đây chỗ này khoan Fuji này, còn đá này. Đấy, đọt này không biết người ta thay chưa, chắc có khi người ta thay rồi bị gãy cái đọt nguyên bản của nó, người ta thay cái đọt thủy tinh này nào vào rồi nè. Ok. 1 2 3 4 5 6 giống nha. 6 giống. 6 giống. Này. Cái cần này dài 5m, thu vào là 1m02, đột là 1,4 ly, cân nặng là 340g. Đấy, cây này cây số 19 300 nha mọi người. Rồi cây số 20 là một cần đai qua, ba đai qua hai khúc nha mọi người, đai qua hai khúc nó có hai cái đột, thì hai cái đột đều còn ok hết, khoan cứ còn ok, chỉ có cái góc của nó này là cái khoan cái này nó bị bung mất rồi, bị hư rồi, nên là thành về mọi người thay một cái khoan cái này nhé,
thay một cái khăn cái này. Còn lại đọt mình cho mọi người xem. Đọt này đọt cường lực nha mọi người. Đây, đọt dẹp nhá, đọt vung dẹp này, đọt vung dẹp này. Đấy, mình đo cái đọt chiều vung này á là nó là 2,2 ly nhá. Còn chiều to này mình chưa đo nhưng mà nó rất là cứng nha mọi người. Đây, cứng ngắt luôn. Đây, nó dạng bạo lực luôn đó, cứng ngắt luôn nè. Đấy. Còn đẹp, ok. Ngoại hình của cái gần này thì không nói về cái khoang này thì cây cần này ngoại hình của nó cũng được 85-90% trở lên nha mọi người. 85-90% trở lên. Đây. Đây qua. Hanbot Combi 2.4 này. Đó, thấy chưa? Đấy, dài 2.4, thu vào là 1.29, đọt là một cái đọt 1 ly, một cái đọt dẹp to là 2.2 ly, vẫn cứng hơn nhiều. Đấy. Nặng 740g, 740g đây là tính luôn cả hai cái đọt nha mọi người. Tính luôn cả hai cái đọt đấy. Này. 740g là tính luôn cả hai cái đọt. Này. Rồi, đọt kia đây nè. Đọt này thì mềm hơn tí nhá, mềm hơn tí. Đọt kia cứng hơn. Đấy. Nó như thế này là nó thuộc dạng bạo lực rồi. Đấy. Rồi. Cái này cây số 20. 20. Cái này bán 500 nha mọi người. 500. Đấy. Về mọi người về thay một cái khoang cái này thôi. Thay một cái khoang cái. Ok. Rồi cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình sẽ ship. Và trước khi mọi người nhận hàng thì được phép mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận xem có bị sai sót, bể vỡ gì trong quá trình vận chuyển hoặc là trong quá trình đóng gói hay không. Thì có gì mọi người báo cho mình ngay để đôi bên cùng giải quyết nhé. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà cứ nhận hàng bừa xong rồi điện cho mình báo bị này bị kia nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.